lắm. Kính chào quý vị và các bạn. Ngoại trừ Quảng Ninh và vùng núi Bắc Bộ là đang có mưa mát, còn lại các khu vực khác trên cả nước thì đều nắng nhiều và nóng lên. Thậm chí ở khu vực Trung Bộ hôm nay còn nhiều nơi xảy ra nắng nóng. Minh chứng là ở khu vực Trung Bộ, trời ít mây và nắng mạnh suốt từ sáng đến giờ. Nhiệt độ nhiều thành phố thì đã cộng thêm từ 1 đến 2 độ C so với cùng thời điểm sáng ngày hôm qua, lên 33 đến 34 độ C. Dự báo chiều nay thì nhiệt độ sẽ còn tiếp đà tăng lên khi mà trời vẫn nắng liên tục. Từ Đồng Hới trở vào đến Phan Thiết, khả năng vẫn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao 35 độ C. Về chiều tối thì mưa dông xảy ra ở một vài nơi ở khu vực Trung Trung Bộ và rất nhanh. Với Bắc Bộ thì mưa dông dự báo chỉ còn cục bộ ở khu vực vùng núi về chiều tối, còn chiều nay thì trời vẫn nắng mây đan xen. Tại Sơn La, Điện Biên Phủ, Lào Cai hay Hà Giang vẫn khá dễ chịu với nhiệt độ trong khoảng từ 29 đến 31 độ C. Còn tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác thì dự báo trời sẽ nóng bức hơn với độ ẩm cao trên 60% và nhiệt độ trong khoảng từ 32 đến 35 độ C. Lui xuống Tây Nguyên thì dự báo nắng và nóng cũng là trạng thái chủ đạo vào chiều nay. Nhiệt độ cao nhất của các thành phố phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ C. Sau 3 giờ chiều thì mưa dông có thể xảy ra ở một vài nơi dễ đi kèm với sấm sét. Ở khu vực Nam Bộ thì mưa dông cũng xuất hiện rải rác về chiều tối. Còn trong 3 tiếng tới thì trời vẫn nắng mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác thì có nắng nóng 35 đến 36 độ C. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa sẽ có mưa dông, tiềm ẩn với lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Còn với huyện đảo Hoàng Sa chiều nay trời ít mưa, có nắng, gió nhẹ và biển êm, tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực khác trên cả nước trong chiều và tối nay.